Hello anh, em vẽ xong cái này rồi, cái màu rồi để em chỉnh lại tí, cho dễ nhìn. Tại em nghĩ là anh đi bên đó chắc không có máy tính gì đó thì em gửi cho anh cái clip để anh coi luôn. Đây ha. Thì về cái sản phẩm của mình là những cái thanh này nè. Em nghĩ là nó kê như thế này thì nó sẽ hợp lý. Tại vì có thanh 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 quay qua đây nè. Cũng như là có cái thanh bật ngược lại. Cho nên em nghĩ nó sẽ tự cân bằng. Còn về những cái khớp thì anh thấy đó, em để những cái khớp như này, anh nhìn nhìn thế này không? À, cái này em dùng ba khớp. À, tại vì em nghĩ cái này nó cũng sẽ khá là nặng. Ba khớp này thì nó sẽ chồng lên nhau và nó sẽ chịu lực. Đây là một cái sản phẩm. Rồi, cái này sản phẩm một cái ha. Tắt cái này đi. Mình sẽ bỏ cái khác lên. Thì đây. Cái sản phẩm này nó hơi hơi trắng quá. Trắng quá mức cho thấy để em mà lại chỉnh lại xíu. Tự với cái kia thì cái này nó cũng cũng vậy nhưng mà nó khác tí là nó có cái phần lồi lên lồi xuống thì anh em kê vô đúng rồi đó. Thì em cũng mất một thời gian khá là dài để nghiên cứu anh nên bố trí những cái thanh này như thế nào thì em đã nghĩ ra cái cách bố trí thanh này. Đó. Ngoài ra thì chỗ mấy cái thanh nhôm này nè thì em nghĩ là đề xuất là mình sẽ bọc lại. Bọc lại cái bằng cái mũ á. Nhưng mà này em không có thể hiện trong cái mô hình này. Này là nó kê đầy đủ hết ha. Bây giờ tắt cái này đi. Đây. Này cũng trắng quá. Cái bản vẽ của nó có màu xanh nữa nhưng mà cái miếng này là miếng rời nè, nó màu xanh nhưng mà khi mà đổi màu thì nó cho nó ra màu xám hết luôn thì chỉ biển nhìn thấy em đẩy ở trên những cái thanh mình đầy đủ hết thì ở đây cái thanh này thì nó cân bằng ở những cái điểm này. Còn cái này thì nó không chạm được. Rồi, anh có cái góp ý gì thì nói vậy biết. Cái kệ này kích thước em anh từ dưới lên. Anh có thể coi này nè, em đo luôn ha. Từ mép bên ngoài này qua bên này. Là 500. Thì mép này. Mép này thì em nghĩ như thế này là hợp lý là 1,2 m chiều cao á. Chiều cao thì em đo từ trên này xuống nhá. Xuống mặt đất gì rồi từ này xuống từ trên này xuống dưới cái miếng này nè, cái miếng này á nó sẽ là cách đất là 155 thì là 1057
Vì đó nó sẽ sai nha. Dư 30 ly à. Cao hơn so với 30 ly. Ok. Để xíu em sửa lại. Thì cái này em sẽ gửi trên cái hình ha. Đây. Thì nói chung về cái những cái thanh này nè. Thanh này thì em bố trí cái như vậy đó. Còn anh chị em thêm ý kiến. Hai bên này em không gắn thêm thanh cao để chặn, tại vì em nghĩ là họ sẽ đặt hai cái này theo hai hướng, hướng này và hướng này, cho nên em sẽ định như thế này. Và nếu như nó có bị trượt trong quá trình đẩy tới thì ở đây những cái khớp mà nó sẽ ăn vô nè, cho nên là nó sẽ tự động đứng lại được.